kính chào quý khán giả. Thùy Trang rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Mời quý khán giả cùng theo dõi những nội dung chi tiết ngay sau đây. Tổng thống Zelensky trong thời gian qua rất được lòng người dân Ukraine nhờ vào khả năng lãnh đạo kiên quyết trong xung đột. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc giải quyết vấn đề hòa bình và tái thiết sẽ đặt ra thách thức một khi các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý về một thỏa thuận hòa bình trong tương lai được tổ chức. Kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine diễn ra, Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn là chính trị gia nổi tiếng nhất của nước này khi ông thể hiện sức chịu đựng, khả năng lãnh đạo và đạt được vị thế quốc tế cao. Theo cuộc thăm dò mới nhất từ tháng 2 năm 2023, 91% người dân Ukraine hài lòng với công việc của ông Zelensky và khá lớn người mong muốn ông tiếp tục đảm nhận một nhiệm kỳ tiếp theo, ghi nhận con số khoảng 65%. Các cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine có thể diễn ra sớm nhất là vào năm sau, trong khi một cuộc bầu cử quốc hội được lên lịch vào tháng 10 tới nhưng có thể bị hoãn do xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây thông báo rằng sẽ không có cuộc bầu cử tổng thống ở nước này vào năm 2024 nếu tình trạng thiết quân luật vẫn có hiệu lực. Nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống Zelensky sẽ kết thúc vào năm 2024, nhưng những bình luận của ông cho thấy rằng điều đó sẽ được kéo dài vô thời hạn nếu đến lúc đó xung đột vẫn chưa kết thúc. Ông Zelensky cũng đưa ra bình luận tương tự về cuộc bầu cử quốc hội ở Ukraine dự kiến được tổ chức vào tháng 10 năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post vào tháng trước, khi được hỏi liệu cuộc bầu cử quốc hội có được tổ chức vào mùa thu này hay không, ông Zelensky nói, nếu chúng tôi có thiết quân luật, chúng tôi sẽ không có bầu cử. Hiến pháp cấm bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật. Nếu không có thiết quân luật thì sẽ có bầu cử. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới nhất, ông Zelensky bày tỏ hy vọng rằng sẽ có hòa bình ở Ukraine vào năm tới và cuộc sống thì sẽ trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cũng cho biết trong tháng này các cuộc bầu cử không thể diễn ra ở Ukraine dưới tình trạng thiết quân luật, điều mà ông Zelensky đã tuyên bố khi xung đột nổ ra vào năm ngoái. Ông Stefanchuk nói, luật pháp Ukraine quy định không thể tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào trong thời gian thiết quân luật và điều này có lý. Ông Stefanchuk nói thêm rằng nếu các cuộc bầu cử diễn ra, nó có thể dẫn đến sự tan vỡ của nhà nước. Điều mà đối thủ của chúng ta đang mong muốn, đó là lý do tại sao tôi nghĩ quyết định đúng đắn và khôn ngoan nhất là tổ chức bầu cử ngay sau khi kết thúc thiết quân luật. Sau khi tuyên bố thiết quân luật, Tổng thống Zelensky đã thực hiện các bước để củng cố quyền lực của mình, bao gồm cả việc cấm đảng đối lập chính trong Quốc hội Ukraine, Opposition Platform for Life, đảng nắm giữ 44 ghế vào thời điểm đó. Ông cũng cấm 10 đảng đối lập khác và quốc hữu hóa các phương tiện truyền thông. Ông Zelensky có vẻ đánh cược tương lai của mình với lời hứa giành lại tất cả lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên thực tế cho thấy không có gì chắc chắn rằng Kiev sẽ có được tất cả những gì mong muốn. Chủ đề đàm phán hòa bình hoặc nhượng bộ vẫn là điều cấm kỵ ở Ukraine và không lực lượng chính trị nào hay là chính trị gia nào đầy tham vọng có thể đề cập đến vấn đề này. Nhưng đây là một vấn đề luôn nằm trong tâm trí của mọi người và không ai nghi ngờ gì về việc nó có thể quan trọng đối với tương lai chính trị của ông Zelensky. Một nghị sĩ đối lập cho biết, giấu danh tính vì tính nhạy cảm của chủ đề. Tất cả còn phụ thuộc vào cách xung đột kết thúc. Nếu đó là chiến thắng của chúng tôi thì cơ hội của ông Zelensky là rất cao. Nếu đó không phải là một chiến thắng 100% thì cơ hội của ông ấy không quá rõ ràng. Ngoài ra, một số vụ việc tham nhũng diễn ra ở Ukraine đang khiến nhiều người ngày càng thất vọng cũng là một điểm có thể ảnh hưởng đến vị thế của ông Zelensky. Xếp hạng của ông Zelensky và chính phủ được cho là đang giảm mỗi ngày. Ông Zelensky đã đáp lại những lời chỉ trích như vậy bằng nỗ lực khôi phục chiến dịch chống tham nhũng. Nhưng các nhà phân tích nói rằng ông phải làm nhiều hơn nữa. Zelensky phải nhanh chóng đáp ứng kỳ vọng của công chúng và giữ cho tinh thần của quân đội luôn ở mức cao. Để làm được điều đó, nhà lãnh đạo Ukraine phải thể hiện sự sẵn sàng sa thải ngay cả những phụ tá thân cận nhất của mình nếu họ không trong sạch. Hơn nữa, đầu tháng này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng quân đội Kiev đã gặp phải sự kháng cự rất khó khăn trên mặt trận. Vài ngày sau khi vụ nổi loạn kết thúc, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tuyển mộ thành viên trên khắp nước Nga. BBC đưa tin, các cơ sở tuyển quân của công ty quân sự tư nhân Wagner được cho là vẫn tiếp tục tuyển thành viên trên khắp nước Nga. Khi phía BBC liên lạc với các trung tâm tuyển quân, những người nghe máy cho biết cơ sở này dường như vẫn hoạt động bình thường. Tại Murmansk, thành phố nằm trên vòng Bắc Cực,
một nhân viên tại câu lạc bộ thể thao Viking, khẳng định vẫn nhận đơn đăng ký cho các tình nguyện viên muốn tham chiến tại Ukraine. Người phụ nữ này nói, chúng tôi đang tuyển nhân sự cho hoạt động tại đó. Nếu ai đó muốn đi, họ chỉ cần gọi điện và chúng tôi sẽ ấn định ngay. Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu ở các câu lạc bộ võ thuật tại Nga, trong đó có võ đường và các câu lạc bộ quyền Anh. Một số nhân viên tuyển dụng khẳng định các ứng viên sẽ ký hợp đồng với Wagner, không phải Bộ Quốc phòng Nga. Một người đàn ông tại câu lạc bộ Sparta ở Volgograd quả quyết, hoàn toàn không liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga, chúng tôi vẫn tuyển dụng, không bị đình chỉ. Theo một số đầu mối của Wagner, các thành viên mới của nhóm dường như vẫn ký hợp đồng với lực lượng này, chưa ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Nga chưa bình luận về bài báo của BBC. Hiện số phận của các thành viên Wagner vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng sau vụ nổi loạn. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 6 thông báo toàn bộ đơn vị tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước tháng 7. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo của Wagner, phản đối quyết định này và tuyên bố không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Hạ viện Nga Andrei Katapolov hôm 29 tháng 6 cho biết, vài ngày trước khi xảy ra cuộc nổi loạn của Wagner, Bộ Quốc phòng Nga yêu cầu tất cả các nhóm và đơn vị thực hiện nhiệm vụ chiến đấu phải ký hợp đồng với Bộ. Tất cả các nhóm đã đồng ý ký hợp đồng, trừ Wagner. Sau đó, ông Prigozhin được thông báo rằng trong trường hợp này, Wagner sẽ không được tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có nguồn tài chính hay vật chất nào được phân bổ cho nhóm này. Theo ông Patapolov, đây được xem là một trong những lý do khiến Wagner nổi loạn. Cùng với tham vọng thái quá, thứ ba, sự bốc đồng của ông Prigozhin. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, chính quyền Nga đã phân bổ 86,26 tỷ rúp, 1,04 tỷ đô la Mỹ để trả lương và các khoản ưu đãi cho các thành viên Wagner. Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Wagner phụ thuộc 100% ngân sách từ chính quyền. Ông Putin ngày 24 tháng 6 ký đạo luật quy định chỉ Bộ Quốc phòng Nga mới có quyền tuyển mộ tù nhân, vốn từng là nguồn nhân lực của Wagner. Ngày 26 tháng 6, sau vụ nổi loạn, ông Prigozhin cho biết vụ cuối tuần qua nhằm thể hiện sự phản đối và không nhằm lật đổ chính quyền ở Nga. Ông cho biết vụ nổi loạn nhằm ngăn chặn kịch bản lực lượng Wagner bị xóa bỏ. Chùm Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch nhằm chấm dứt sự tồn tại của công ty quân sự tư nhân từ ngày 1 tháng 7. Ông nói rằng chỉ một số ít thành viên Wagner đồng ý ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, khoảng 1-2%. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hồi đầu tuần cho biết nước này chào đón các đơn vị Wagner. Ông đánh giá quân đội Belarus có thể học hỏi nhiều điều từ kinh nghiệm thực chiến của lính Wagner. Một thành viên Wagner gốc Belarus cho rằng lực lượng của tập đoàn có thể hỗ trợ an ninh tốt cho ông Lukashenko trong bối cảnh quốc gia Đông Âu chuẩn bị bầu cử quốc hội vào năm tới. Thành viên Wagner này cũng nói, Kiev cách biên giới Ukraine, Belarus chưa đầy 300 km, nhận định được coi là một lời cảnh báo. Tuy nhiên, truyền thông phương Tây cho rằng chưa có dấu hiệu về việc lính Wagner đang chuyển quân quy mô lớn tới Belarus.